Du lịch được xác định trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đến năm 2030, nâng tỷ trọng khu vực dịch vụ trong GDP lên trên 50%. Như chúng ta cũng đã biết, ngành du lịch sẽ tạo ra hàng loạt công ăn việc làm cho người lao động, thúc đẩy các ngành nghề khác phát triển như là ăn uống, khách sạn, hàng không, thậm chí là cả làng nghề truyền thống nữa. Nhưng nhiều ý kiến cho rằng, ngành du lịch vẫn chưa được quan tâm đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật. Đáng chú ý, trong dự thảo luật đất đai sửa đổi hiện quy định 30 trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, song lại vắng bóng các dự án phát triển du lịch, vui chơi, giải trí. Điều này sẽ tạo ra những rào cản gì trong việc thúc đẩy du lịch phát triển trong tương lai? Mời quý vị đến với những ghi nhận của chúng tôi tại Thành phố Hồ Chí Minh. Khi nhắc đến du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, Thảo Cầm Viên được xem là một trong những điểm đến quen thuộc của người dân thành phố, cũng như là khách du lịch đến từ các địa phương khác. Bên cạnh các cơ sở khác, ví dụ như là Đầm Sen, Suối Tiên, Bưu điện Thành phố hay là Nhà thờ Đức Bà, thì hàng chục năm qua, thành phố vẫn chưa có một cơ sở vui chơi giải trí nào quy mô lớn được xây dựng. Điều này cũng là thách thức không nhỏ cho ngành du lịch, kinh tế thành phố. Mặc dù trong thời gian qua, thành phố đã xây dựng nhiều lễ hội, hình thành các tuyến phố du lịch, ẩm thực. Tuy nhiên, các sản phẩm này chỉ quy mô nhỏ, chưa đủ sức hấp dẫn du khách. Điều này là lý do khiến Thành phố Hồ Chí Minh chỉ là một điểm trung chuyển chứ không thực sự níu chân khách du lịch. Về những cái khu vui chơi thì mình cảm giác là nó khá là ít so với một cái thành phố lớn như vậy, ví dụ như là Đầm Sen, Suối Tiên, nó đang dần bị xuống cấp. Mình sẽ chọn những cái địa điểm như là Phú Quốc, Vũng Tàu để thay thế cho việc du lịch ở Thành phố Hồ Chí Minh, tại vì ở đó sẽ có những cái khu vui chơi giải trí quy mô lớn, nó có nhiều hình thức chơi và thu hút được mọi lứa tuổi. Các chuyên gia cho rằng, các dự án vui chơi, giải trí gắn với du lịch đòi hỏi quỹ đất phải đủ lớn. Trong khi đó, khâu giải phóng mặt bằng là một trong những thách thức lớn. Dự thảo luật đất đai hiện mới chỉ quy định trường hợp thu hồi đất đối với xây dựng khu vui chơi, giải trí công cộng, sinh hoạt cộng đồng, không thu phí. Các dự án này thường đầu tư kinh phí từ ngân sách nhà nước, nên có quy mô nhỏ lẻ. Bởi vậy, các ý kiến đề xuất cần bổ sung trường hợp thu hồi đất đối với khu đô thị mới kết hợp với kinh doanh thương mại, dịch vụ, khu vui chơi, giải trí, tổ hợp đa năng, khu giải trí, khu du lịch, khu đô thị và các khu chức năng khác trong khu kinh tế. Chúng ta đang nói tính ra là tạo ra khu vui chơi giải trí hoặc là công viên gì đó, thì cái việc vận hành đó, tôi nghĩ rằng cơ quan nhà nước sẽ khó đủ ngân sách tạo cơ chế đầu tư cho các nhà đầu tư, làm sao đủ hấp dẫn để người ta có thể tham gia vào khi mà nó liên quan đến đền bù đất đai của người dân. Chúng ta cũng không có quy định riêng dành cho cái vấn đề ví dụ như là quy hoạch cũng như là những cái trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế theo điều 79 dự thảo mới ấy, là chúng ta vẫn chỉ đề cập đến đất liên quan đến thương mại dịch vụ thôi. Chúng ta nên bổ sung cái loại hình tính chất dịch vụ du lịch này vào trong luật đất đai. Giới chuyên môn cũng cho biết các dự án phát triển du lịch đã được đưa vào diện nhà nước thu hồi đất trong luật đất đai 2003. Nghị định 84 năm 2007 cũng đã luật hóa du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn và đủ điều kiện được nhà nước thu hồi đất. Tuy nhiên, đến luật đất đai năm 2013 thì quy định này được loại bỏ và hiện nay trong dự thảo luật đất đai sửa đổi, trong khi các lĩnh vực khác được hỗ trợ tiếp cận nguồn lực đất đai thông qua việc thu hồi đất thì lại thiếu vắng ngành kinh tế mũi nhọn là một câu hỏi của không ít người quan tâm. Thực tế cho thấy, để phát triển các khu du lịch lớn mang tầm cỡ quốc gia, khu vực, thậm chí là quốc tế, sẽ cần huy động nguồn lực rất lớn, trong đó có cả nguồn vốn tư nhân. Thế nhưng nhiều doanh nghiệp phản ánh, trong dự thảo luật đất đai sửa đổi, đối với các dự án khu đô thị mới kết hợp với kinh doanh thương mại, dịch vụ, khu vui chơi giải trí, tổ hợp đa năng, dự án khu đô thị mới quy mô trên 300 ha lại chưa có quy định được phép đấu thầu mà chỉ đấu giá. Điều này có thể khiến khó lựa chọn được nhà đầu tư vừa có tiềm lực tài chính, vừa có kinh nghiệm phát triển, làm hạn chế hiệu quả sử dụng đất. Bởi mục đích của đấu giá là tìm người trả giá cao nhất, còn hoạt động đấu thầu là tìm ra đơn vị có đầy đủ các tiêu chuẩn về năng lực tốt nhất theo yêu cầu đưa ra. Đầu tư du lịch thì không phải nhằm mục tiêu là chúng ta thu tiền đất ban đầu, mà quan trọng nhất là chúng ta sẽ thu được cái lợi ích khi mà ngành du lịch nó phát triển. Nó mang lại cái đóng góp của công an việc làm và đóng góp về mặt tiền thuế cho xã hội. Chính như vậy thì trong cái chính sách đối với đất đai, chúng ta phải hướng đến cái việc là làm thế nào tạo điều kiện thu hút được những nhà đầu tư vào phát triển ở những vùng đất có tiềm năng cho du lịch. Theo tôi, đấu thầu hay đấu giá thì cũng không nên phân biệt đây là dự án của du lịch hay là dự án của nhà đầu tư nào. Đối với đất đai
dù dùng vào mục đích gì nhưng mà nó chưa được quy hoạch chi tiết, nó chưa giải phóng mặt bằng, nó chưa phải đất sạch, và rất cần những nhà đầu tư giỏi, người ta vào, người ta thiết kế, người ta tạo ra cái không gian phát triển tốt hơn. Thì trong trường hợp đó chúng ta phải thực hiện cái phương thức là đấu thầu để lựa chọn cái nhà đầu tư tốt. Cái này chúng tôi cũng đã góp ý một đôi lần, tức là chúng ta có lẽ cũng cần phải rà soát lại các tiêu chí có liên quan đến dự án phục vụ mục đích phát triển kinh tế xã hội. Thì thế nào là phát triển kinh tế xã hội? Thì theo đó, lĩnh vực du lịch chẳng hạn, rõ ràng có một lĩnh vực rất là quan trọng, then chốt. Tuy nhiên, rõ ràng là trong cái dự thảo, tôi nghĩ rằng là cũng nên bổ sung lĩnh vực du lịch là một lĩnh vực kinh tế quan trọng. Ngoài ra, đại diện Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho rằng cần bổ sung thêm đối tượng được nhà nước giao đất cho thuê đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án khu đô thị mới quy mô trên 300 ha. Các dự án quy mô như vậy cũng cần được hỗ trợ trong việc giải phóng mặt bằng, thu hồi đất. 700 hectare nó tương đương như một cái đô thị, nó như một cái phường xã, một cái vùng rất là lớn, hoặc thậm chí nó tương đương với những cái thành phố ở cấp tỉnh, đúng không ạ? Thì rõ ràng đây là một trong những dự án đặc biệt, nó mang lại rất nhiều lợi ích, và như vậy chúng ta không thể phó mặc cho doanh nghiệp để một mình họ xoay sở triển khai với cái dự án đó. Kể cả doanh nghiệp này có lớn cỡ nào thì khi mà họ phải tự thỏa thuận với một cái quy mô rộng lớn như vậy, thì trong một cái quy mô rộng lớn như vậy thì chúng ta biết sự phức tạp, sự đa dạng, thì tôi nghĩ rằng nhà nước phải có cùng tham gia đồng hành và hỗ trợ cho các doanh nghiệp bằng những cái chính sách. Thực tế nhiều năm qua cho thấy nhiều tập đoàn doanh nghiệp lớn đã tham gia đầu tư phát triển mạnh mẽ các dự án khu nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, tổ hợp đa năng, dự án du lịch tầm cỡ thay vì các dự án nhỏ lẻ manh mún như trước đây, thu được khách du lịch trong và ngoài nước. Báo cáo từ Tổng cục Thống kê cho thấy trong 9 tháng vừa qua thì nhiều địa phương đã đạt mức tăng trưởng cao với doanh thu đến từ chính ngành du lịch. Để tiếp tục duy trì đà tăng trưởng và hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất cho ngành du lịch trong các năm tiếp theo, theo các chuyên gia, cần tính đến vai trò, vị trí và những chính sách hợp lý liên quan tới đất đai trong dự thảo luật đất đai sửa đổi.